Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới. Chúc Tết xuân nay khắp mọi nhà, mừng cho đất nước ta luôn thịnh giàu. Năm cũ đi qua xin cầu chúc mới trọn tình xuân đẹp đậm đà, vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đề mãi thiên thu, như trên gia hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ bí mật, sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được thần tài đích danh gọi tên Ban Lộc, trúng số phát tài chỉ sau một đêm, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, giàu có hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, những ngày cuối năm đang cận kề, nhiều người hy vọng mình sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong hiện tại. Nếu như không thể công thành danh toại như mong đợi, thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, không lo âu phiền muộn. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn. Nếu như ai đó gặt hái được nhiều thành công đều là do họ nỗ lực không ngừng mà có được. Trong năm mới giáp thìn 2024 âm này, có nhiều con giáp được trời ban cho nhiều phước lành, cuộc sống từ bĩ cực cũng được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt bước sang tháng Tết âm lịch, con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 sẽ gặp được nhiều may mắn. Họ không những được trời ban cho nhiều phước lành mà còn có thần tài và quý nhân phù trợ. Làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Khởi đầu năm mới, con giáp này sẽ tìm được cơ hội hoàng kim để đổi đời. Muốn gì được nấy, cuộc sống từ nay về sau sẽ thăng hoa và thịnh vượng. Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi để xem vận trình chi tiết từng phương diện của con giáp này sẽ biến động như thế nào trong tháng Tết âm lịch này quý vị nhé. Quý vị thân mến, khi bước vào tuổi trung niên, người ta già đi, thiếu năng lượng trong khi cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo. Đối với họ, đôi khi cần dốc hết sức mình để giải quyết cho chu đáo và một cách mỹ mãn. Trong cuộc sống của những người trung niên, chỉ cần trong lòng họ còn những trách nhiệm, họ vẫn phải chịu đựng những muộn phiền, mệt mỏi. Mọi người đến với thế giới này với trách nhiệm và sứ mệnh của riêng mình, tìm kiếm một cuộc sống và hạnh phúc cho riêng mình. Con người ở tuổi trung niên càng nhiều trách nhiệm trong cuộc sống. Khi một nhà lãnh đạo cần giống như một nhà lãnh đạo giỏi, khi một nhân viên được yêu cầu giống như một nhân viên tốt, một người cha phải như một người cha tốt, một người chồng phải như một người chồng tốt, một người vợ phải như một người vợ tốt. Thật không dễ dàng để một người trung tuổi hoàn thành tốt mọi vai trò. Hãy chừa chút khoảng trống cho tâm hồn của chính mình và đừng sống quá mệt mỏi. Điều quan trọng đối với một người trung niên, khi đến tuổi trung niên, con người phải học cách giữ cho mình sự bình tĩnh, chút bỏ gánh nặng, trau dồi nghị lực để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi đến tuổi trung niên, con người ta phải học cách không sống mãi với quá khứ. Cho dù những gì đã xảy ra ngày hôm qua đáng tự hào và tươi đẹp đến đâu, thì đó cũng không phải là thành công của ngày hôm nay. Cho dù thất bại và tiếc nuối của ngày hôm qua đau đớn và tiếc nuối đến đâu, nó sẽ không lặp lại lần nữa. Những người ở tuổi trung niên phải học cách không lo lắng về tương lai. Đời nhiều chuyện, bạn không thể ngăn cản điều gì nên đến và điều gì không nên. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến. Bạn phải tin rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc như thường. Lo lắng thái quá là lo lắng vô căn cứ. Con người ở tuổi trung niên phải học cách buông bỏ. Đừng nghĩ mình quan trọng, thế giới vẫn sẽ xoay chuyển nếu không có bạn. Hãy để trách nhiệm công việc được giao cho những người trẻ. Trách nhiệm cuộc sống nên được giao cho con cháu. Học cách buông bỏ thực ra là một cách giải tỏa tinh thần. Đời là gió, hồn là nước, nên khó giữ cho mình được yên lặng. Một người chỉ có thể chiến đấu chống lại những ham muốn và cám dỗ của cuộc sống nếu anh ta cải thiện được sự tu dưỡng về thể chất và tinh thần của mình. Có thể không lay chuyển trước những được và mất, cho dù giông tố lớn đến đâu, trong cuộc đời không thể lay chuyển trái tim bình lặng của bạn. Đó là nền tảng để tự tu dưỡng. Những người ở tuổi trung niên học cách giữ cho mình im lặng. Mọi thứ trên đời đều phát triển trong yên bình. Cuộc sống là một cái cây, chỉ bằng cách học cách nghỉ ngơi hợp lý thì cây sự sống của chúng ta mới có thể tươi xanh,
Chỉ khi chúng ta rèn luyện tinh thần, chúng ta mới có thể tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Lão Tử nói, vạn vật đều thuộc về cội nguồn, quay trở lại gốc có nghĩa là tĩnh, tĩnh có nghĩa là trở lại cuộc sống. Chỉ bằng cách tự mình nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể khôi phục chức năng sống, không sống quá mệt mỏi. Ở tuổi trung niên, làm thế nào để giữ được sự bình yên trong tâm hồn vào lúc bận rộn nhất mới là điều quan trọng nhất. Để vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực, bất cứ lúc nào hãy giữ cho trái tim vui vẻ, không giữ lại điều gì trong lòng. Tu dưỡng bản thân là nâng cao cảnh giới tinh thần của mình. Chỉ khi không còn mệt mỏi về thể chất và tinh thần, bạn mới có thể thực sự nghỉ ngơi cho chính mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Người tuổi Mùi là người trung thực, song rất hay mơ mộng về những thứ huyễn hoặc, xa rời thực tế. Họ là người yêu thiên nhiên, thích đắm chìm trong không gian tươi mát trong lành của thế giới tự nhiên, cũng mơ mộng mình được biến thành một chú chim tự do bay lượn giữa bầu trời, một chú cá vô tư vẫy vùng giữa biển khơi. Tính cách của người tuổi Mùi khá thâm trầm, thận trọng trong mọi việc, dù tâm hồn mơ mộng, yêu thích tự do nhưng họ làm gì cũng có quy củ, theo từng bước chứ không bao giờ tự ý làm gì theo ý thích của mình. Người này đường nhân duyên tốt, giữ được các mối quan hệ xã giao bền vững. Họ là người biết lo lắng chăm sóc cho mọi người nên hiếm khi xảy ra tranh cãi bất đồng gì lớn. Người này thường hướng nội, hay lo lắng nên thường phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Người tuổi Mùi rất biết tôn trọng tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Dù trong lòng có điều gì không vui đến thế nào, họ vẫn luôn tươi cười chứ hiếm khi để lộ nỗi niềm ra mặt. Họ có chí cầu tiến, ham học hỏi, không mơ mộng đến chuyện một bước lên tiên mà luôn cố gắng hết sức mình, bước từng bước vững chắc đến với mục tiêu đã định, hành sự cẩn trọng. Dù người ta có dùng lời lẽ mỹ miều thế nào để chiêu dụ cũng không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên, cũng chính vì quá thận trọng, không dễ tin người mà họ cũng đánh mất rất nhiều cơ hội trong đời. Bù lại thì họ có sự cần cù, chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì, dù là một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Nhưng người này có một điểm yếu, đó là ý chí không kiên cường. Chỉ cần gặp phải thất bại là bao nhiêu nhiệt huyết cũng bị rút sạch, mất cân bằng tâm lý, không biết phải làm gì. Bản thân người tuổi Mùi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ chứ không chịu bắt tay vào hành động. Họ thường tự tìm lý do bảo chữa cho mình, cuối cùng chẳng bao giờ hiện thực hóa được mong ước của bản thân. Tính cách người tuổi Mùi cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu. Chỉ một chút quan tâm của người yêu cũng khiến họ vui mừng khôn xiết, mà người yêu lạnh lùng chút thôi là cũng dễ buồn bã tủi thân. Nhưng có buồn phiền họ cũng chẳng nói ra, bởi người này rất hiểu chuyện, luôn thông cảm cho người khác. Bản thân họ cũng là người cảm xúc thất thường, khi nóng khi lạnh với người mình yêu, không hay thể hiện cảm xúc, trước mặt người yêu có phần nhút nhát dè dặt, dù đã nghĩ rất nhiều điều nhưng tới lúc lại chẳng nói ra được. Hễ đem lòng yêu ai là những chú dê sẽ hết lòng chăm sóc người đó, thậm chí còn có phần hơi quá, khiến đối phương ngại ngùng, phản cảm. Họ yêu chân thành và nguyện hy sinh bản thân cho người mình yêu, dù phải từ bỏ công việc, học hành cũng không màng, dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào, họ cũng không tính toán, nhẫn nhịn hết mức. Khi kết hôn rồi tình cảm lại càng thắm thiết hơn, một lòng một dạ cùng người ấy gây dựng tổ ấm gia đình. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, vận trình trong tháng đầu năm mới của con giáp tuổi Kỷ Mùi nhìn chung khá hanh thông, không có biến động nào đáng lo ngại. Tâm trạng, cảm xúc của mệnh chủ trong tháng đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn, làm việc cũng năng suất hơn. Nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ rất lớn cho đường công danh sự nghiệp của những chú dê. Con giáp này tự tin và tập trung làm việc, sự nghiệp có thu hoạch đáng kể, thậm chí nếu làm tốt còn có điểm báo về quyền lực, thăng chức tặng thưởng là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Tài vận trong tháng Tết năm 2024 âm lịch ở mức khả quan, nhờ có nhiều các tinh tử vi cao chiếu, người kinh doanh, buôn bán, có một tháng tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù ở quy mô lớn hay nhỏ, doanh thu tháng có thể vượt định mức, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều, thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Trái ngược với những may mắn trong công việc và tài lộc, chuyện tình cảm trong tháng của những chú dê lại không được suôn sẻ cho lắm, lứa đôi phát sinh không ít hiểu nhầm, mâu thuẫn, chiến tranh lạnh liên miên. Lúc này bạn cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động, kẻo tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Tình hình sức khỏe ổn định, không phát sinh bệnh tật nguy hiểm. Tuy nhiên cơ thể có dấu hiệu trì trệ uể oải sau thời gian nghỉ lễ kéo dài, có thể ảnh hưởng tới năng lực tập trung trong công việc. Do đó,
bạn cần vận động rèn luyện thể chất nhiều hơn. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi sự nghiệp tháng Tết năm 2024 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi nhận thấy, tâm trạng cảm xúc của mệnh chủ trong tháng đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn. Đây chính là chìa khóa để vận trình công danh của con giáp này suôn sẻ hơn rất nhiều khi hiệu suất làm việc của bạn nâng cao khá rõ. Nguyệt lệnh lâm quan đới, lại thêm chính ấn chỉ lối soi đường. Cả hai các tin này phù trợ rất lớn cho công việc của những chú dê. Mệnh chủ còn dễ dàng tìm được người hợp tác làm ăn phù hợp. Kế hoạch mới tiến hành càng ngày càng suôn sẻ, cấp trên ngày càng tin tưởng vào năng lực của bạn và tạo điều kiện tối đa để bạn có thể phát huy trọn vẹn chuyên môn. Khả năng cao bạn sẽ được giao trọng trách, nắm quyền hành thực thụ trong tay. Có thể thấy, cứ mỗi khi con giáp này tự tin và tập trung làm việc thì sự nghiệp chắc chắn có thu hoạch đáng kể. Thậm chí, bạn còn có điểm báo về quyền lực, thăng chức tặng thưởng trong tháng này là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Cũng trong tháng Bính Dần này, nhờ được nhiều cát tinh soi chiếu, tham vọng của tuổi Kỷ Mùi lớn dần và bạn muốn biến chúng thành hành động lập tức. Đó là lý do tháng này mệnh chủ có xu hướng mạo hiểm hơn, chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Đừng quá lo lắng về con đường mình đang đi, hãy cứ tin tưởng vào bản thân cũng như sự nâng đỡ của các thần, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố chắc chắn, tuổi Kỷ Mùi có thể tận dụng cơ hội lần này để mở rộng cơ hội thăng tiến cho mình. Mệnh chủ vốn là người hòa đồng, khéo léo, không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Các tinh quan đới cũng giúp ích rất nhiều cho những người mới khởi nghiệp, chân ướt chân ráo lập sự nghiệp riêng, bắt đầu kinh doanh. Theo phi tinh tháng, sao lục bạch chủ chức vụ xuất hiện ở hướng Tây Bắc, đây là hướng vượng nhân khí, cát khí. Tại đây, mệnh chủ có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để thúc vượng cát khí, giúp công việc thuận buồm xuôi gió. Về phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi năm 2024 âm lịch, tình hình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng đầu xuân năm mới đón nhận không ít tin vui. Sao tử vi nâng đỡ mang tới những cơ hội kiếm tiền làm giàu thuận lợi cho con giáp này. Do đó, người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán sẽ nhận rõ vận may tài lộc mỉm cười với mình. Bạn có một tháng tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù ở quy mô lớn hay nhỏ, doanh thu tháng có thể vượt định mức, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều. Thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ giúp chính tài khởi vượng, nguồn thu trong tháng khá dồi dào. Mệnh chủ có thể không có nhiều tiền bạc đến từ những trò may rủi bất ngờ, nhưng hoàn toàn sống no đủ bằng thu nhập từ công việc chính. Tuy vậy, đầu năm khó chóng được phải chi tiêu khoản kha khá cho những kế hoạch của cả gia đình. Chính vì thế, bạn vẫn nên có kế hoạch tiết kiệm, quản lý chi tiêu cẩn thận để tránh rơi vào cảnh phải vay mượn khắp nơi ngay đầu năm. Theo phong thủy phi tinh, sao bát bạch chủ tài lộc nhập phương Đông Bắc, ở phương vị này trong nhà có thể đặt thêm những vật phẩm phong thủy cầu tài để tài lộc thêm vượng. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp, xét về đường tình duyên của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng Tết âm lịch này, đường công danh tài lộc của những chú dê rộng mở là thế, nhưng chuyện tình cảm lại chưa đâu vào đâu. Nguyệt lệnh lâm quan đới khiến bạn dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp, mưu sinh, làm giàu hơn là chuyện tình cảm riêng tư. Đó là một trong những lý do khiến tình cảm lứa đôi ngày càng lạnh nhạt, khoảng cách cứ lớn dần, giữa bạn và người ấy phát sinh không ít hiểu nhầm, mâu thuẫn, chiến tranh lạnh liên miên. Lúc này, bạn cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động kẻo tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Nếu có khúc mắc gì trong lòng, hãy chủ động trao đổi tâm sự thẳng thắn với nửa kia để cùng nhau tháo gỡ vấn đề thay vì giữ trong đầu rồi suy diễn đủ đường bạn nhé. Người độc thân hãy học cách mở lòng mình với người khác, quá khứ đã qua, hãy để mọi chuyện ngủ yên. Nhìn thẳng hướng tới hạnh phúc trước mắt mới là điều bạn nên làm, đừng vì những thứ chẳng còn thuộc về mình mà gạt bỏ cơ hội hạnh phúc của bản thân. Xem phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ đào hoa cư ngụ ở phương chính Bắc trong tháng Bính Dần này. Tại vị trí này, bạn nên thường xuyên để một lọ hoa tươi để kích hoạt đào hoa, thúc đẩy tình yêu bền chặt, cũng như hóa giải những xui xẻo đang gặp phải. Về phương diện sức khỏe, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tháng Tết năm 2024 âm lịch.
Nhìn chung, tình hình sức khỏe trong tháng đầu năm mới của người tuổi Kỷ Mùi khá ổn định, duy trì ở trạng thái tốt. Tuy nhiên Mùi Thổ bị dần mộc khắc chế, lại thêm việc lười vận động trong thời gian nghỉ lễ kéo dài, nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải hơn. Điều này có thể ảnh hưởng tới năng lực tập trung trong công việc. Do đó, bạn cần vận động, rèn luyện thể chất nhiều hơn, cũng như chú ý dưỡng sinh cả về tinh thần và thể chất. Nam mệnh không nên chủ quan, sao nhãng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh tuyệt đối tình trạng uống rượu bia say xỉn mà vẫn cố lái xe, rất dễ xảy ra tai nạn bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng Tết âm lịch của người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Xem tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Kỷ Mùi cho thấy, bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chào những niềm vui lớn không ngừng kéo tới, cát khí lan tràn, tài vận cũng nhờ thế mà tăng tiến không ngừng. Thực thần dường như mang hết may mắn về tài lộc về trao vào tay con giáp này, mệnh chủ làm gì cũng dễ dàng thành công và thu lợi về cho mình. Công việc của con giáp này về cơ bản đang tiến triển khá tốt, mệnh chủ thể hiện mình là người có trách nhiệm và có năng lực thực sự, xứng đáng để đảm trách những vị trí cao hơn. Đường tình duyên tuần này của Kỷ Mùi khá ảm đạm, dù ngoài trời kia nắng vàng rực rỡ thì sâu trong lòng tuổi Mùi vẫn là những nỗi đau chẳng thể nói thành lời, khi mà quá khứ tạo ra quá nhiều rào cản để mệnh chủ có thể bước chân đến hạnh phúc. Người đã có đôi nên dành thêm thời gian dành cho gia đình của mình, công việc bận rộn, phải đi lại nhiều. Bạn đi làm khi mọi người còn chưa thức giấc và về khi trời đã tối chẳng hạn. Đừng một mình chịu đựng mà hãy chia sẻ thêm với mọi người, nếu một nửa của bạn không thể chịu được sự nặng nề của câu chuyện bạn đang giữ trong lòng. Xem tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tuần cho thấy, người tuổi Kỷ Mùi trong tuần này có những dấu hiệu đáng mừng khi vận trình khởi sắc rõ rệt. Điềm báo cát lành cũng đến, đường tình duyên vượng, đào hoa nở rộ. Chuyện tình cảm đã có những bước tiến triển theo hướng tích cực. Đầu tuần có chính tài trợ vận, đảm bảo cho con giáp này nguồn tài lộc dồi dào và ổn định. Tuy nhiên, cuối tuần sẽ có những lúc mà mệnh chủ dễ mắc phải sai lầm trong chuyện tiền bạc, cần phải thận trọng và có kế hoạch tài chính rõ ràng thì hơn. Thương quan xuất hiện trong vận trình tử vi công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi tuần này. Nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh khi mệnh chủ không thực sự coi trọng những quy định đã được đặt ra từ trước đó, khiến cho mâu thuẫn, bất đồng trong công việc ngày càng lớn. Cũng may có Nguyệt Mã nâng đỡ, nên càng về cuối tuần thì càng có khả năng lội ngược dòng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là dấu hiệu xoay chuyển tình thế mà thôi. Tuổi Kỷ Mùi vẫn cần khá nhiều thời gian để có thể lấy lại được vị thế của mình như ban đầu. Xem tử vi tuần 3, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Bước sang tuần mới, nhờ thiên đức cát tinh che chở, vận trình tuần mới của người tuổi Kỷ Mùi có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó chỉ số hung vận vẫn ở mức khá cao. Trong các tảng hung, mệnh chủ nên hành sự thận trọng, luôn giữ đầu óc tỉnh táo và thật bình tĩnh khi xử lý mọi chuyện. Công việc trong tuần mới suôn sẻ, mệnh chủ được đồng nghiệp hay lãnh đạo khác giới giúp đỡ gián tiếp. Theo đó bạn có khá nhiều thời gian để tập trung vào công việc chính cũng như có thể làm việc ngoài luồng để tăng thu nhập. Trong công việc tuy khó tránh lúc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, nhưng trên tất cả, bạn đang được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Mọi người cùng nhau phấn đấu vì mục đích chung của cả tập thể chứ không chỉ vì lợi ích riêng tư, nên mọi rắc rối nhanh chóng được giải quyết. Tuần này, tinh thần đồng đội lên cao, cả tập thể cũng làm việc và đạt hiệu quả, năng suất cao. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán sẽ đón tin vui bất ngờ về doanh thu trong tuần này. Nhưng để có được điều đó, mệnh chủ cũng phải trải qua một phen lao đao liên quan đến vấn đề pháp lý, pháp luật. Nhiều khả năng bạn sẽ vướng vào vụ kiện tụng, tranh giành quyền lợi nào đó, tuy phần thắng thuộc về mình. Nhưng bạn cũng phải tốn bao công sức, tiền bạc, như vậy không đáng. Vận trình tình cảm khá lý tưởng, vợ chồng cùng nhau lên kế hoạch lớn như mua nhà, đi du lịch, tình yêu càng thêm gắn kết mặn nồng. Vận đào hoa của người độc thân đang khởi sắc, khả năng cao trong tuần mệnh chủ được bạn bè, gia đình mai mối, sắp xếp thời gian để gặp mặt đối tượng. Lưu ý, nên thể hiện thái độ khiêm tốn, thành sự tại nhân, sự kiêu căng, ngạo mạn, chỉ khiến sức hút bản thân giảm, mọi việc khó thành. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi có phần sa sút, đầu xuân trời vẫn còn khá lạnh, không có lợi. Ngoài việc chú ý giữ ấm cơ thể, bạn nên quan tâm hơn tới chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, cần chú ý dưỡng da, hạn chế tình trạng bong chóc, thị lực giảm sút, hạn chế ngồi trước màn hình máy tính, TV quá lâu. Xem tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp,
người tuổi Kỷ Mùi trải qua một tuần khá sinh động, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, công việc hay chuyện tình cảm dần đi vào giai đoạn bình ổn, có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống được rồi. Vận trình tài lộc khởi sắc trong tuần, dân văn phòng được dịp thể hiện tài năng, đề xuất tăng lương có thể được cấp trên phê duyệt. Tuy nhiên, khi ký kết những giấy tờ, văn bản quan trọng, mệnh chủ cần giả soát tỉ mỉ, tránh phạm sai sót đáng tiếc dẫn tới thất thoát tiền bạc, nghiêm trọng còn có thể liên quan đến pháp luật, kiện tụng vô cùng phức tạp. Người kinh doanh, buôn bán, đón tin vui tài lộc, sau bao ngày tháng nỗ lực tìm hiểu và phát triển thị trường mới, cuối cùng bạn cũng biến ước mơ kinh doanh của mình trở thành hiện thực. Doanh thu trong tuần khá lý tưởng, đủ để trở thành động lực cho bạn tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Đối diện với khó khăn, thách thức, mệnh chủ đừng nóng nảy, cáu gắt, vì điều đó chỉ gây bất lợi cho mình thôi. Giải pháp tốt nhất là phải mềm mỏng, uyển chuyển mới đưa đến thành công được. Trong tuần, gia đạo bình an, khoảng cách giữa hai, ba thế hệ trong một gia đình được rút ngắn lại, tình cảm vợ chồng gắn bó khăng khít, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm tiến triển thuận lợi, có thể tính tới chuyện hôn nhân. Người độc thân có vận đào hoa vượng sức hút với người khác giới lớn nên có lẽ mùa đông không lạnh nữa. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé? Ngày 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cắt lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cắt lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng thưa quý vị, trong phần tiếp theo sau đây, mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện quả báo việc hành xử ác độc. Chuyện xưa kể lại rằng, như mọi ngày, một người nông dân ra thăm đồng để xem lúa của mình như thế nào, thì ông bắt gặp con bò của hàng xóm lạc vào ruộng nhà mình. Ông vô cùng tức giận khi thấy con bò đang ung dung gặm lúa và dẫm đạp hoa màu. Ông vô cùng tức giận và hét lên,
tao khổ cực lắm mới trồng được ruộng lúa và hoa màu tươi tốt thế này mà mày dám sang đây ăn vụng hả? Mày sẽ phải trả giá đắt cho việc này đấy. Ông nông dân lại gần, rút chiếc dao đang mang theo bên người ra và nói, tao không muốn giết chết mày, nhưng vì đã ăn thóc lúa của tao, nên tao phải cắt lưỡi của mày bỏ lại đây, để tao coi mày còn dám ăn vụng phá hoại mùa màng của tao nữa không. Lúc này con bò trông hoảng loạn vì sợ hãi, nó cúi xuống tỏ vẻ ăn năn và mong tha lỗi. Thế nhưng người nông dân độc ác không muốn nương tay, sự nghèo khó dường như đã làm ông túng quẫn. Ông nắm sừng con bò, ghì nó xuống rồi dùng dao cắt cái đuôi. Con bò giống lên trong đau đớn vì phải trả giá cho việc mình đã gây ra. 10 năm sau, cuộc sống người nông dân nọ đã khá giả hơn. Ông cũng lập gia đình, vợ ông lần lượt sinh ra 3 đứa con. Ai cũng kháu khỉnh, dễ thương. Thế nhưng không hiểu tại sao mấy đứa con ông đều bị câm. Ông đưa các con chạy chữa khắp nơi, nhưng không ích gì. Ông tới cả những thầy thuốc danh tiếng cầu cứu nhưng không một loại thuốc nào có thể giúp chúng nói được. Người nông dân lúc này mới nhớ ra ông đã từng ra tay tàn độc khi cắt lưỡi một con bò đực. Ông ta hiểu rõ nguyên nhân đây là quả báo mà mình phải lãnh chịu ở hiện tại. Chính do nhân ác độc trước đây ông gây ra đã mang lại quả báo khổ đau cho mấy đứa con trong gia đình. Bài học, có thể thấy con bò đã là đối tượng phạm lỗi trước, nhưng không nên vì cái sai của nó mà biện minh cho cái sai của người nông dân nghèo. Chính cái cách người nông dân hành xử, phản ứng lại sự việc, mới là cách ông đã tự gây ra tội lỗi cho mình sau này. Câu chuyện quả báo việc hành xử ác độc khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng là lời nhắc nhở ta nhớ rằng cuộc sống rất công bằng. Nhân quả hoạt động độc lập, chính xác đến bất ngờ. Chúng không tuân theo ý chí của bất cứ ai. Hầu hết chúng ta sống theo cảm xúc của mình mà không có ý thức hoặc cảnh giác về cách mình nói hay hành động. Vậy nên ta vô tình gieo rắc những rắc rối trắc trở cho người, nhưng cũng chính là cho mình mà không hề hay biết. Quả báo nhiều khi hiện hữu luôn trong kiếp này, chứ không phải kiếp sau. Vì thế đừng cho rằng hiện tại không phải chịu hậu quả do mình gây ra thì cứ kệ đi. Gần đây, chính diễn viên Nhật Kim Anh đã kể ra câu chuyện của bản thân mình để răn dạy người trẻ, khiến chúng ta không thể ngó lơ. Nhật Kim Anh sống trong căn nhà triệu đô, đi xe sang, nhưng cô cho biết cuộc sống hiện tại giàu có là thế nhưng lại thiếu vắng con mình. Cho dù trước đây cô cố gắng tranh giành quyền nuôi con với gia đình nhà chồng, nhưng cũng không ích gì. Sau này, cô mới nhớ ra rằng lúc nhỏ cô cùng bạn mình hay đi bắt những con chim non trong tổ để mang về nuôi. Lúc đó chỉ vì thích những chú chim non, nên cô không nghĩ rằng bản thân đã chia lìa tình mẹ con của chúng. Vậy nên, hậu quả là cô đang phải gánh chịu cảnh xa con như hiện tại. Từ khi nhận ra lỗi lầm và nghiệp báo mình phải lãnh chịu, thì cô thôi không tranh giành con nữa, mà chấp nhận lâu lâu chồng cũ đưa con tới gặp cô để thỏa nỗi nhớ mong là được rồi. Cả hai câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta rằng, cần phải kiểm soát và luôn luôn quán chiếu từng việc mình đã làm, để sớm điều chỉnh cho thích hợp, nếu không cuộc sống sau này khó khăn, gian khổ cũng là do chính mình gây ra. Vậy nên, những lời nhục mạ, chê cười, phỉ báng ai đó trên mạng dù công khai hay nạc danh, tưởng rằng không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, nhưng thực ra chúng có hại không tưởng đấy nhé. Bạn từng gây chia rẽ gia đình người ta, thì bạn có sợ điều đó xảy ra với mình trong tương lai? Hãy xem có phải cuộc sống của bạn để khó khăn, nhỡ nhưng hoặc dễ vướng vào thị phi hay không? Nếu có thì nguyên nhân ở việc hay bàn tán chuyện của người khác trên mạng đấy nhé. Một người có cuộc sống hạnh phúc sẽ không dễ dàng chỉ trích hay công khai chê bai ai đó trên mạng xã hội. Dù sao họ cũng đang thể hiện một góc nhìn của mình, chứ không thể hiểu toàn bộ sự việc. Vì thế, hãy thận trọng hơn với bất cứ phát ngôn nào của mình. Điều quan trọng là nên dành thời gian rỗi để học cách cải thiện các kỹ năng, nâng cấp cuộc sống. Khi bận rộn với những việc này, bạn sẽ không có thời gian cho những việc vô bổ, ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác. Sẽ có lúc bạn cảm thấy bất công rằng mình tốt như thế, sau người ta lại đối xử không ra gì với mình. Nhưng bạn đã từng tốt thì chẳng có gì bạn phải lo lắng cả. Lời Phật dạy về nghiệp báo cho chúng ta biết rằng vận rủi không tự dưng được sinh ra mà do con người tự chuốc lấy. Thế nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy là người tốt. Có như thế cuộc sống của mình mới thực sự bình yên, hạnh phúc. Sau này, dù rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất, bạn nghĩ thế này cho nhẹ lòng, nghiệp của ai người ấy chịu. Nếu chồng phản bội bạn ư, tức là họ tự chịu nghiệp của họ, của một kẻ phản bội. Còn bạn không làm điều gì xấu thì chẳng có gì phải nghĩ ngợi. Vậy nên chẳng phải ngồi đó mà lo sợ một ngày mình bị cắm sừng, thay vào đó hãy học cách đối xử tốt với mọi người. Nếu bạn trao nhầm trái tim cho một kẻ không xứng đáng ư, họ tự chịu nghiệp của một kẻ không ra gì. Không may mang thai với kẻ đó chắc bạn cảm thấy đau đớn, uất hận lắm. Nhưng nếu bạn bỏ cái thai nghĩa là bạn đang gieo cá nhân của quả báo giết người. Nếu ai đó gieo rắc thị phi, buộc tội bạn, thì dù họ có trốn đi đâu, cũng vẫn sẽ phải tự chịu họa của một kẻ đi gieo tiếng xấu cho người khác. Còn bạn không hề là kẻ xấu như họ nói, thì cũng chẳng phải chịu điều tương tự, cho đến khi bạn quay sang trả thù, chê bai họ cho bõ tức. Vì thế,
thay vì để ý quá nhiều tới người khác đang làm gì cho mình, đang nói gì về mình, thì học cách kiểm soát tốt hơn lời mình nói ra, hành động mình gây ra bạn nhé. Trong cuộc sống này luôn ý thức phải gieo hạt giống thiện thì sẽ gặt được quả thiện, còn hễ ta gieo hạt giống bất thiện thì sẽ bị quả bất thiện chi phối. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.